kiểu baby doll mà chất vải và ren thêu nha, rất là đẹp. Ren đục lỗ hay còn gọi là ren đục lỗ, ở đây là viền dây thêu cổ tròn, ở đây là viền vuông, tay cũng là ren đục lỗ luôn, rất là đẹp. Form baby doll mặc kéo bụng rất là tốt luôn ha. Bầu bí bon che được nè, bích sai mặt thì lại che được cái điểm bầu bụng to ha. Form này cỡ 60 kg là mặc vào vô tư luôn. Các bạn có thể phối với chiếc quần váy đen màu đen của shop nha, mặc một bộ về nhìn rất là nữ tính, rất là thục nữ luôn ha. Hoặc là các bạn có thể phối với quần sọc trắng cũng được, quần sọc trắng bên shop có bán luôn. Chút nữa mình sẽ phối với quần sọc trắng để các bạn xem ha. À, đi kèm đó là các bạn có thể đội nón lồng đèn, nón lồng đèn là bên shop có bán luôn nha. Nón, áo và quần giả váy này bên shop đều có bán nha. Ở đây vẫn chiếc áo này mình phối với một chiếc quần sọc trắng ha. Thì khi mà các bạn đi du lịch, đi chơi, mặc nguyên một cây trắng như vậy nhìn rất là cưng luôn nha. Quần sọc trắng này là bên shop có bán luôn ha. Và đủ size dành cho các bạn big size luôn, từ XL tới 4X. Có đủ hàng, đủ size cho các bạn luôn nha. Phối cùng chiếc áo trắng baby doll này, phối cùng với sọc trắng, đội thêm một chiếc nón cối hoặc nón kết, mang luôn một dép lê, dép kẹp đi du lịch thì nhìn cũng rất là cưng luôn nha, không cần phải điệu đà gì hết ha. Như một cây trắng thì lên form cực đẹp luôn.